chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay sau khi tôi đã có cái clip giới thiệu quà mình vừa mua cũng như là những cái clip tổng quan của Rolex thì sau đây là một cái thương hiệu tôi rất là yêu thích, đó chính là thương hiệu Patek Philippe. Thì cái thương hiệu này là một trong những cái thương hiệu hot nhất, có những cái sản phẩm mới ra hot nhất và thu hút người xem nhất năm 2019. Ở đây dòng phía bên tay trái này của chúng ta đó chính là những chiếc đồng hồ của nam giới, dọc phía tay phải là những chiếc đồng hồ phái đẹp, và phía trước mặt là những chiếc đồng hồ được giới thiệu và là những model mới năm 2019. Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cái model mới nhất năm 2019 ngay sau đây các bạn nhé. Tiền của Patek Philippe rất là hoành tráng, rất là đẹp đúng không ạ? Chúng ta hãy bắt đầu với những chiếc đồng hồ phổ thông cơ bản, gọi là phổ thông cơ bản của Patek trước. Đầu tiên, các bạn có thể nhìn thấy đây là một chiếc đồng hồ khá là không quen thuộc lắm với Patek Philippe. Chiếc đồng hồ này mang mã hiệu là 5235 với chức năng là lịch thường niên cũng như là có cái mặt số hiển thị giờ theo dạng là regulator. Cái hiển thị giờ này thì nó không phải là như kiểu là tất cả kim giờ, kim phút nó cùng trên một trục ở chính giữa mà nó chia thành các cái đồng hồ nhỏ. Đó, như các bạn đang thấy. Đó, đó. Và cái kim dài dài nó là kim phút. Các bạn thấy thể là kim dài nhất là kim phút. Cái kim đồng hồ góc 6 giờ ở trên nó chính là kim giờ ở dưới, đồng hồ tròn ở dưới là 60 giây. Đó. Thì chiếc đồng hồ này có một điểm rất là thú vị, đó chính là chiếc đồng hồ này sử dụng bộ máy mới. Thì tôi sẽ có một cái video review chi tiết chiếc đồng hồ này. Đó. Tiếp đến, đây chính là một chiếc đồng hồ Chronograph. Chiếc đồng hồ này thì thay thế cho những chiếc đồng hồ 5170. Đó, chiếc đồng hồ 5172 này thì thay thế cho những chiếc 5170 các bạn ạ. Đó. Kế đến, đây chính là chiếc đồng hồ World Time mang mã hiệu là 5321 với lớp vỏ vàng vàng. Mặt số ở giữa là được làm từ men, hiển thị tức là bề ngang trái đất của chúng ta rất là đẹp. Rồi, phía dưới đây là một phiên bản mà tôi nghĩ là trong thời gian tới sẽ rất hot ở tại Việt Nam chúng ta, chính là phiên bản 5905 Chronograph lịch thường niên. Trước đây thì 5905 có những cái phiên bản là vàng trắng, platinum với mặt xanh hoặc là mặt đen. Còn ngày hôm nay, Casio 2019 thì là phiên bản vàng hồng mặt chocolate. Đó. Trong năm 2019 này, đây cũng là một cái mục tiêu mà Gia Bảo cố gắng để đưa về Việt Nam phục vụ cho những thượng khách. Rồi, lại quay sang một siêu phẩm. Thì mới nói là siêu phẩm đúng nghĩa các bạn ạ. Thì Gia Bảo Luxury xin giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ có thể nói là siêu phẩm, chiếc đồng hồ đảm bảo các bạn là đắt nhất của Bazaar 2019 này. Đây chính là chiếc đồng hồ Patek Philippe 6300. Năm ngoái thì tôi cũng đã review chiếc 6300 phiên bản màu đen. Thì năm nay Patek giới thiệu tiếp một phiên bản với màu xanh, xanh navy, mặt trước và mặt sau đều là xanh navy và dây cũng là màu xanh các bạn ạ. Thì Grand Maxime 6300G này thì không phải là cái thiết kế mới được giới thiệu trong năm nay. Mẫu đồng hồ này thì cũng có thể đã được mẫu đồng hồ này thì đã được ra mắt từ năm 2016 và đến năm 2018 chúng ta lại tiếp tục chứng kiến là Master Dream phiên bản màu đen. Những phiên bản này có giá thường thì có giá niêm yết khoảng tầm 2 triệu 2 đến 2 triệu rưỡi US dollar, nhưng chúng ta mua ở nếu như chúng ta muốn sở hữu thì cái giá để chúng ta bỏ ra nó phải gấp vài lần cái mức giá mà hãng đưa ra các bạn, gấp vài lần giá hãng đưa ra các bạn ạ. Thì tại sao chiếc đồng hồ này đắt?
tại sao chiếc đồng hồ này đắt thì tôi sẽ review sau các bạn nhá. Bởi vì chiếc đồng hồ này nếu mà nói thì phải cả một video 5 phút thì mới nói được hết những chi tiết phức tạp của chiếc đồng hồ này. Ôi không mất thời gian các bạn nữa, chúng ta tiếp sang chiếc đồng hồ khác. Đây, đây như các bạn đang thấy đây chính là một chiếc 5525, một chiếc travel time mà có báo thức. Chiếc đồ này thì có sở hữu một cái đường kính là 42,2mm và một cỗ máy mới. Cỗ máy mới các bạn nhá, là cỗ máy 30660. Đó, tích hợp cái chức năng là báo thức. Báo thức luôn đấy các bạn ạ. Nhưng mà báo thức thì nó khác với cả điểm chuông. Báo thức thì nó là đồng hồ này sẽ rung hoặc là kêu, điểm chuông là báo giờ bằng âm thanh. Đó, đi lên trên thì chúng ta có một phiên bản nhìn trông khá là ngầu. Tôi nói phải nói là ngầu vì sao? Vì nó rất nhiều cái họa tiết giống như kiểu họa tiết hình xăm ấy các bạn ạ. Thì chiếc đồng hồ này ấy, mang mã hiệu là 5078 với chức năng là điểm chuông, sử dụng cái cỗ máy là R27PS, đường kính là 38mm mà thôi các bạn ạ. Chiếc đồng hồ này ấy, có lớp vỏ là bằng chiếc đồng hồ này thì có lớp vỏ thì mình đang bằng vàng trắng các bạn ạ. Đấy, bằng vàng trắng. Lúc đầu mình cứ tưởng là platinum nhưng không phải, bằng vàng trắng. Và mặt là mặt men, mặt men rất là đẹp. Rồi, chúng ta di chuyển sang phía bên này các bạn. Trong 3 chiếc đồng hồ này thì có đến 2 chiếc đồng hồ mà tôi rất là yêu thích. Đầu tiên đó chính là chiếc Aquanau. Aquanau này là mang mã hiệu là 5168, màu xanh rêu, hay gọi là xanh bộ đội, xanh bộ đội cụ Hồ các bạn ạ. Thì năm ngoái thì chúng ta đã có một phiên bản 5168 mà xanh nước biển. Thì năm nay đã có một phiên bản là xanh bộ đội. Tuy là cái màu này khó phối đồ nhưng mà nó phải nói là rất là đặc biệt. Đấy. Tiếp đến, lên trên, đây là một chiếc đồng hồ hoàn toàn mới đến từ Patek. Một chiếc đồng hồ mà chúng ta, các bạn có thể nghe rồi, là lịch thường niên là hàng năm, lịch vạn niên là nhiều năm. Thì đây, đây là chiếc này gọi là lịch tuần niên, weekly calendar. Vâng, và chiếc đồng hồ này sở hữu một cỗ máy mới là caliber 26330 và phát triển từ cỗ máy rất là nổi tiếng của Patek là 324. Thì chiếc đồng hồ này ấy, như cái tên của nó là mặt số thì hiển thị ngày thứ, hiển thị cả số tuần trong năm. Đấy, rất là thú vị các bạn ạ. Mặt số tuy hơi rối nhưng mà khá là thú vị. Và lớp vỏ ấy thì nó lại là hoàn toàn bằng thép. Chưa biết là chiếc đồng hồ này sau khi ra đời thì nó là một thảm họa hay là một siêu phẩm, một chiếc đồng hồ được săn đón. Đấy, zoom kỹ vào để cho các bạn có thể thấy được, khá là hấp dẫn. Rồi, đây, đây là một chiếc đồng hồ sport mà bất kỳ ai yêu thích đồng hồ cũng mong muốn, chính là phiên bản 5726-1A. Thay vì mặt số màu xám như phiên bản cũ thì phiên bản này đã được thay bằng mặt số màu xanh khói, giống như phiên bản 5711 các bạn ạ. 5711-1A thì phiên bản màu xanh khói này các bạn có thể thấy rất là cuốn hút. Tôi thích cái mặt số này hơn mặt số màu xám. Mặt số màu xám ấy nó vẫn có cái đẹp riêng, nhưng cá nhân tôi thì tôi thấy thích cái mặt số giống như 5711 hơn. Mặt số màu xám này, xám khói, xanh khói chứ, xin lỗi các bạn, màu xanh khói. Đấy, nhìn trông rất là cuốn hút và bắt mắt. Rồi, em có thể di chuyển gần vào một chút được không? Đó, rất là đẹp, trên xuống. Rồi, và từ dưới lên. Rồi, rất là đẹp. Sau khi trải nghiệm những chiếc đồng hồ siêu phẩm Nautilus, những chiếc đồng hồ lịch tuần niên thì chúng ta hãy quay về phần 2, dân số của thế giới, đấy là những quý cô, những quý bà. Đây, Patek đã sản xuất năm nay những chiếc đồng hồ phải nói là rất là đẹp dành cho quý bà, quý cô của chúng ta. Mời bạn cameraman zoom kỹ vào đây. Đầu tiên thì là chúng ta hãy nhìn đấy, chiếc đồng hồ 4978-400. Chiếc đồng hồ này có mặt số dạng vân xoáy tròn nhưng mà full kim cương, rất là đẹp. Sở hữu cái cỗ máy là 240, rotor nhỏ. Đấy.
rất là cuốn hút. Phía bên trên chính là bộ sưu tập 24, máy tự động, phun kim cương và phun kim cương mặt số vành và dây, rất là đắt tiền đấy các bạn ạ, lấp lánh. Tiếp đến là phiên bản thép vành kim cương và vàng khối vành kim cương, thì hai phiên bản này thì có lẽ là sẽ phù hợp với cổ tay của người phụ nữ châu Âu hơn, vì hai chiếc đồng hồ này có đường kính 36mm nhưng với cái vành kim cương ấy, nhìn nó khá là to đó. Ở phía dưới đây, phía dưới đó, Nautilus dành cho phái đẹp. Tôi, nếu như tôi có điều kiện thì tôi sẽ tặng bà xã tôi một chiếc. Dành những phiên bản dành cho nữ giới thì sao, như tôi thấy đây thì rất là cuốn hút. Phiên bản vàng hồng này, phiên bản thép mà vành kim cương đều rất là dễ thương và đáng yêu đó. Zoom mời bạn zoom kỹ vào để cho mình đấy đó. Lên tay thì Patek đã làm Nautilus dành cho phái đẹp thì nó mềm mại hơn ở bộ kim cọc số cũng như là vành bezel. Chúng ta có thể và phía bên thân trái của gian hàng Patek thì đó chính là trưng bày những chiếc đồng hồ dành cho nữ giới, tất cả bộ sưu tập từ Aquanau này, Nautilus, 24, vân vân. Đấy thì được trưng bày đây dành cho phái đẹp. Tuy nhiên là tôi muốn giới thiệu cho các bạn một những mẫu máy. Và đây chúng ta có một mẫu máy với một bảng điều khiển phía này, tại đây và trên là trục di sản trái tim của Philips. Và đến bên trái và đến bên phải là hiển thị thông tin của máy đó. Ví dụ như tôi chọn máy, ví dụ như lần này là giới thiệu máy số 22, máy mới thì tôi có thể ở đây 22. Và cô máy mới thì sẽ hiển thị ở đây. Cô máy này mang tên là 30660 SCF US, dành cho một chiếc đồng hồ Travel Time có báo thức đó, các bạn nhìn thấy báo thức ở đây là báo thức gõ chuông, cái cơ chế báo thức gõ chuông kêu thành tiếng rất là rõ ràng đó. Trong tất cả cái bảng caliber này thì tôi thích nhất cái cô máy siêu phức tạp Grande Sonnerie số 23 và 24. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu số 23 và 24 đó. Nó là dành cho chiếc 6300G đó. Rất là mê đúng không các bạn? Thì mỗi một lần tham dự Gazer World hay là chiêm ngưỡng Patek thì tôi đều đến đây và nắm chụp ước một ngày Việt Nam, nói là Việt Nam có thể chế tạo một trong những cái cơ cấu máy nó phức tạp như thế này đó. Đây chính là những chiếc đồng hồ với mặt số bằng men, men vẽ, chức năng gõ chuông đó. Hai chiếc đồng hồ để bàn là bằng gốm, toàn là những chiếc đồng hồ độc bản. Đây, những di sản tiếp theo, những chú chim. Đây là những chú chim Nhật Bản, cũng làm được bằng cái công nghệ là men gốm. Tiếp tục là một chiếc đồng hồ quả quýt với hình ảnh một con tàu, tàu hỏa đó. Tiếp đến là ba chiếc đồng hồ Calatrava mặt men gốm, tiếp sở hữu ba đoàn tàu hỏa rất là đẹp. Không biết bao nhiêu tiền một chiếc các bạn ạ, tôi cũng chưa biết được. Ở đây, wow, một chiếc đồng hồ quả quýt tuyệt vời, vàng hồng. Mặt trước và mặt sau tuyệt đẹp, hình chú hiêu
nó gần, gần hơn. Nó gần hơn. Đó. Đây, phiên bản vàng vàng, vàng champagne, mặt màu xanh. Chân đế cũng là ngọc. Theo tôi biết là đây là ngọc. Hình như là ngọc thục bảo. Đó, mặt sau cũng là hình con hươu. Rồi, phía trước đồng hồ để vàng. Đi qua nhanh. Đó. Đây là một chiếc đồng hồ quả quýt. Phải nói là mặt đằng sau là một hình chú cá trọi tuyệt đẹp, một bộ vây không thể chê vào đâu được. Đây đúng là những kiệt tác, hay là gọi chúng ta gọi là những di sản các bạn ạ. Đây, tiếp đến một chiếc đồng hồ để bàn, chiếc đồng hồ quýt. Tiếp theo, theo bộ. Đây, những phiên bản Calatrava dành cho phái đẹp với vành và tai càng là kim cương. Tiếp đến, thiên nhiên kỳ vĩ châu Phi. Chiếc đồng hồ để bàn này thì mang tên là Lake in the Savannah. Lake in the Savannah. Và đây, chú voi, hình một chú voi phi châu. Và những phiên bản đặc biệt các bạn ạ. Đây những vậy. Đây là những cái biểu tượng, những cái họa tiết của hai chiếc đồng hồ này là cảm hứng từ đất nước Thái Lan. Đây cũng thế. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Ở đây cũng là lấy cảm hứng từ Thái Lan. Đi vào đây gần hơn. Cảm hứng từ màu của Siam này và những họa tiết Thái Lan rất là đẹp và đặc trưng. Rồi, quay về phía sau thì chúng ta cũng có những chiếc đồng hồ quả quýt tuyệt đẹp. Nè, hãy đi một vòng. Đó, đủ các màu. Gorilla, chú khỉ gorilla. Sự là trắng ngợp. Đây là chiếc đồng hồ dành cho nữ giới được giới thiệu tại Pasewo năm nay. Chiếc này, vào đây, 24. Ở tại đây thì chúng ta có thể nhìn thấy chiếc 5078G vàng trắng một cách rõ hơn. Các bạn zoom vào đây cho kỹ hơn. Đó. Rồi, ok. Thì quay lại đây cho anh. Quay lại đây. Đó, tất cả những gì mà tôi đã chia sẻ về gian hàng của Patek Philippe khi giới thiệu năm Pasewo 2019.